vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi tiết lộ bí mật, đúng sau 15 rằm, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, ơn trên để mắt, gánh lộc về nhà cong lưng, tiền quyển xếp ngập két. Cụ thể là sau 15 rằm tháng 9 âm lịch năm 2024, phất lên vào dược đại gia. Thưa quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, có câu nói thế này: sự thật là ai cũng sẽ làm tổn thương mình, dù là người thân hay bạn đời, người bạn trân quý hay những người kề cạnh gần bên. Việc của cô bác là tìm cho ra những người xứng đáng để cô bác chịu đau khổ, xứng đáng để bản mệnh ngậm đắng nuốt cay hoặc giả bỏ qua cái tôi mà dĩ hòa vi quý. Còn đừng hy vọng vào lòng người hay nhân tính quá sâu, vì cái mệnh của Ất Tỵ là mệnh cô độc. Tức lắm lúc nhìn xung quanh bao khuôn mặt tươi cười mà chỉ mình ta đối diện với đời. Nhưng vì Ất Tỵ không bỏ được, Ất Tỵ không vũ được, Ất Tỵ không tiệc tình được, Ất Tỵ cả nể, Ất Tỵ trọng nghĩa, Ất Tỵ nặng tình, nên bản mệnh đành chấp nhận những sự chằng chịch, trái ngang của nhân tâm, nhân tính chứ biết làm sao đây. Người ta nói sức khỏe là một hình thái khác của sự giàu sang. Nó bao gồm cả sức khỏe về thể chất vật lý, cho đến sức khỏe của tâm trí, có sự bình yên trong thế giới tinh thần. Ất Tỵ à, tự soi gương lại một xíu đi, có nhận ra bản thân mình không? Cái người hay nói hay cười, tự tin vào khả năng, hân hoan với cuộc đời đâu rồi? Ất Tỵ không thương mình thì ai sẽ thương mình đây? Suốt từ 2019 đến giờ là 5 năm, bản mệnh chạy theo cuộc đời hoặc để dòng đời cuốn đi không điểm dừng. Nếu cứ mãi vậy, sức khỏe thể chất của bản mệnh, sức khỏe tinh thần của bản mệnh sẽ không thể gồng gánh được đâu. Vì tất cả đã trạm điểm giới hạn rồi, nên trước khi lo cho ai đó hoặc thương cho ai đó, Ất Tỵ có thể thương lấy bóng hình xa lạ đang khắc khoải trong gương được không? Ở đời thì phi là món quà dành cho những người thật thà, nên nếu Ất Tỵ bị ai đó ganh ghét hoặc nói xấu, đặt điều hoặc vẽ chuyện tào lao, hãy mừng vì điều đó, vì phần nào đó thật thà, thiện tâm trong con người bản mệnh đã khiến người ta phải ngứa ngáy. Cấn mắt mà tìm cách dùi dập, hoặc giả đã từng có một lúc nào đó trong cuộc đời Ất Tỵ dám đứng lên đấu tranh cho cái đúng, đấu tranh cho lẽ phải mà bản mệnh tin tưởng nên bị thù ghét vậy thôi. Lại nói bản mệnh còn nhớ câu chuyện đẽo cày giữa đường chứ, cứ mãi nghe lời người đời rồi đẽo ra chiếc cày chẳng đâu vào đâu. Đừng quá để ý tới lời khuyên, cách sống từ thiên hạ. Đa phần thiên hạ cũng có một cuộc sống hỗn độn, dở dở gian gian, và đa phần thiên hạ có cuộc đời cũng chẳng đâu vào đâu cả. Tư cách gì mà bảo bản mệnh đi đường nào? Theo các nhà tử vi học luận giải, thì thời điểm sau rằm tháng 9 âm sẽ đánh dấu giai đoạn vận đổi sao rời. Sau một năm vất vả cho Ất Tỵ sẽ được hưởng một thời gian trăng mật, may mắn ngọt ngào trong năm 2024 Ất Tỵ này. Vậy nên đó là những tín hiệu tốt bản mệnh cần cho bản mệnh ấm lòng, tự tin mà tiếp tục chinh chiến trong cuộc đời ngày hôm nay. Kênh Tử Vi xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về vận mệnh và tổng quan các phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch này, để kịp thời nắm bắt được những vận may hiếm có, cơ hội trời cho để đổi vận, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Xin mời quý cô bác cùng đón xem. Khi mùa thu đến và ánh sáng của tháng 9 âm lịch dần lan tỏa khắp nơi thì đồng thời, vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cũng bước vào một giai đoạn đầy hứa hẹn.
Đây là thời điểm của sự chuyển mình và đổi mới, của những cơ hội và thành công, mở ra một chương mới trong cuộc đời của những người này. Thời điểm sau rằm tháng 9 không chỉ là khoảng thời gian của sự thuận lợi, mà còn là thời điểm để thể hiện những nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Chúng tôi, ban biên tập chương trình Tử Vi, xin gửi đến quý cô bác tuổi Ất Tỵ lời chúc chân thành và ấm áp nhất trong thời điểm sau rằm tháng này. Lời chúc của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc mong bản mệnh có sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc, mà còn hướng tới sự thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của người tuổi Ất Tỵ. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mang trong mình năng lượng của mệnh hỏa, hành mộc, biểu hiện cho sự phát triển và sinh sôi trong tử vi. Những người này thường được miêu tả là thông minh, nhạy bén và có khả năng ứng biến linh hoạt với mọi tình huống. Tuy nhiên, phía sau những phẩm chất đáng quý, đó là những khó khăn và thử thách mà họ phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Người tuổi Ất Tỵ thường có trí tuệ sắc bén và tinh thần kiên cường. Họ có khả năng quan sát tinh tế, giúp họ nhận ra những chi tiết mà người khác có thể bỏ qua. Điều này không chỉ giúp họ trong công việc mà còn trong các mối quan hệ xã hội. Họ dễ dàng gây ấn tượng và thu hút sự chú ý nhờ vào khả năng giao tiếp linh hoạt và sâu sắc. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của họ cũng khiến họ dễ bị tổn thương. Đôi khi những cảm xúc mạnh mẽ và nỗi lo âu có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì sự bình tĩnh. Người tuổi Ất Tỵ thường có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về những điều đã qua, dẫn đến cảm giác không yên lòng. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn trong cuộc sống hàng ngày, khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ không bao giờ là dễ dàng. Họ thường phải đối mặt với nhiều thử thách trong công việc và cuộc sống gia đình. Nhiều người trong số họ trải qua giai đoạn khó khăn tài chính, nhất là trong những năm đầu xây dựng sự nghiệp. Họ thường phải làm việc cật lực để đạt được những mục tiêu, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy chưa đủ để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Hơn nữa, trong các mối quan hệ cá nhân, người tuổi Ất Tỵ cũng phải trải qua không ít gian truân. Họ thường dễ bị hiểu lầm, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình và bạn bè. Sự nhạy cảm và đôi khi quá nghiêm khắc với bản thân làm họ khó lòng chia sẻ cảm xúc thật sự, khiến cho những vấn đề trong lòng không được giải quyết triệt để. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng người tuổi Ất Tỵ thường có sức mạnh nội tâm đáng kinh ngạc. Họ không dễ dàng bỏ cuộc và luôn tìm kiếm những giải pháp để vượt qua khó khăn. Tinh thần kiên trì và khả năng vượt qua thử thách chính là những đặc điểm nổi bật của họ. Họ luôn đặt ra mục tiêu và không ngừng cố gắng. Cho dù kết quả có ra sao, người tuổi Ất Tỵ cũng có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè. Họ hiểu rằng không ai có thể một mình vượt qua mọi thử thách. Việc chia sẻ nỗi niềm, tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ từ những người xung quanh giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gặp nhiều khó khăn, người tuổi Ất Tỵ vẫn không ngừng mơ ước và tìm kiếm hạnh phúc. Họ tin vào sự phát triển bản thân và sẵn sàng thay đổi để cải thiện cuộc sống. Từ những bài học rút ra từ khó khăn, họ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Sự lạc quan trong họ là nguồn động lực mạnh mẽ. Người tuổi Ất Tỵ thường có khả năng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống. Họ không chỉ muốn đạt được thành công cá nhân mà còn hướng tới việc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong tình cảm, người tuổi Ất Tỵ thường là những người rất yêu thương và hết lòng chăm sóc gia đình. Họ coi trọng mối quan hệ gia đình và luôn nỗ lực để tạo dựng một môi trường sống ấm cúng, hạnh phúc cho những người thân yêu. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách trong việc duy trì sự hòa thuận và đồng cảm trong gia đình. Những áp lực từ công việc và cuộc sống hàng ngày có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng với tinh thần kiên cường và sự yêu thương, họ luôn tìm cách hòa giải mọi mâu thuẫn và tạo dựng một không gian sống hạnh phúc.
Họ hiểu rằng gia đình là nguồn động viên lớn nhất trong những lúc khó khăn. Người tuổi Ất Tỵ luôn nhìn về tương lai với hy vọng. Dù đã trải qua nhiều gian truân nhưng họ không bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Họ biết rằng mỗi khó khăn đều mang lại bài học quý giá, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Với sự kiên trì và nỗ lực, họ tin rằng mình có thể vượt qua mọi rào cản và tìm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy màu sắc và ý nghĩa. Họ không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì những người xung quanh, luôn tìm kiếm cách để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Với tinh thần ấy, người tuổi Ất Tỵ sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đời, vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy ánh sáng ở phía cuối con đường. Sau đây là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 luôn mang trong mình năng lượng mộc, biểu hiện cho sự kiên cường và bền bỉ. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, nhưng thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch năm này hứa hẹn sẽ mang đến một bước chuyển mình mạnh mẽ, đem lại vận hội mới cho họ. Được chiếu mệnh bởi các sao Cát Tường, người tuổi Ất Tỵ sẽ trải nghiệm một giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, tài chính và gia đình trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với sự ảnh hưởng tích cực từ các sao như Tử Vi, Thiên Mã và Quá Lộc. Sự kết hợp của Tử Vi và Thiên Mã không chỉ mang lại may mắn mà còn tạo điều kiện cho họ mở rộng các mối quan hệ trong công việc, giúp họ tiếp cận những cơ hội kinh doanh mới. Các sao Cát Tường này sẽ thúc đẩy họ trong việc tìm kiếm các dự án hợp tác hoặc đầu tư sinh lời. Những người làm trong lĩnh vực thương mại hoặc dịch vụ sẽ thấy doanh thu tăng vọt nhờ vào sự thay đổi tích cực trong tâm lý khách hàng và thị trường. Đặc biệt, thời điểm này có thể là thời điểm vàng để họ thực hiện những kế hoạch lớn mà trước đây bị trì hoãn do khó khăn tài chính. Ngoài ra, với sự chiếu mệnh của Giao Quá Lộc, tài lộc sẽ đổ về ùn ùn, những khoản đầu tư trước đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại lợi nhuận đáng kể. Tinh thần phấn khởi này không chỉ giúp họ nâng cao vị thế cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn tạo cơ hội để họ trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong cộng đồng. Về tài chính, thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ, người tuổi Ất Tỵ sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực trong quá khứ. Sự kết hợp của sao Bạch Hổ và Thiên Tướng sẽ thúc đẩy sự phát triển tài chính ổn định, giúp họ có được một nguồn thu dồi dào. Tài chính của họ sẽ cải thiện một cách rõ rệt, không chỉ nhờ vào doanh thu từ công việc mà còn từ các nguồn thu nhập thụ động khác như cho thuê tài sản, cổ tức từ đầu tư. Họ sẽ có cơ hội thanh toán các khoản nợ tồn động, qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ nhận thấy giá trị của việc quản lý tài chính một cách thông minh hơn. Họ sẽ bắt đầu lập kế hoạch đầu tư dài hạn, tích cực tìm kiếm những cơ hội để gia tăng tài sản, từ đó tạo dựng một cuộc sống đầy đủ và thịnh vượng hơn. Gia đạo của người tuổi Ất Tỵ trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch này sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Với sự chiếu mệnh từ sao Nguyệt Đức, các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hòa thuận và gắn bó hơn. Những buổi tụ họp gia đình sẽ diễn ra thường xuyên, giúp mọi người có cơ hội chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên khăng khít, xóa bỏ mọi hiểu lầm trong quá khứ. Người tuổi Ất Tỵ sẽ trở thành một trụ cột vững chắc, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống gia đình. Họ sẽ cảm nhận được sự yêu thương và sự hỗ trợ từ người thân, tạo nên một môi trường sống ấm áp và an lành đối với những người còn độc thân. Thời điểm sau rằm tháng 9 này có thể là thời điểm lý tưởng để mở lòng và tìm kiếm tình yêu. Sao Thiên Tướng sẽ mang đến những cơ hội gặp gỡ, kết nối với những người bạn mới, có khả năng trở thành một nửa hoàn hảo trong tương lai.
Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch sẽ dồi dào, được bảo trợ bởi sự chiếu mệnh của sao Long Trạch. Họ sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, giúp họ đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Tinh thần lạc quan và năng động sẽ giúp họ duy trì sức khỏe ổn định, giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, họ cũng cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh. Việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để họ tham gia vào các hoạt động thể thao hoặc chăm sóc bản thân qua các liệu pháp thư giãn như yoga hay thiền định. Tổng quan vận trình tử vi, thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cho thấy đây là một thời điểm đầy hứa hẹn và tươi sáng. Những nỗ lực và cố gắng trong quá khứ giờ đây đã được đền đáp, mang lại cho họ cơ hội để thăng hoa trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự thăng tiến trong công việc, tài chính ổn định, gia đình hạnh phúc và sức khỏe dồi dào là những thành tựu mà họ có thể tự hào. Mặc dù cuộc sống đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng thời điểm sau rằm tháng 9 này sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Họ sẽ có cơ hội để viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình bằng những trang mới đầy màu sắc và ý nghĩa. Hãy để những ngôi sao dẫn đường giúp người tuổi Ất Tỵ tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống với sự tự tin và hy vọng. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Giới tử vi tiết lộ bí mật. Đúng sau 15 rằm, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, ơn trên để mắt, gánh lộc về nhà cong lưng, tiền quyển xếp ngập két. Cụ thể là sau 15 rằm tháng 9 âm lịch năm 2024, phất lên vào dược đại gia. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối trong thời điểm sau rằm tháng 9 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem tử vi tuần 3 từ ngày 16 đến 23 tháng 9 âm lịch, tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch, sẽ là một giai đoạn bùng nổ về vận trình cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các sao như Thái Dương, Lộc Tốn và Quá Lộc. Những ảnh hưởng tích cực từ các sao này sẽ mang lại nhiều cơ hội giúp họ khẳng định vị thế và phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực sự nghiệp. Sự chiếu mệnh của sao Thái Dương sẽ mang lại ánh sáng và sự tỏa sáng cho người tuổi Ất Tỵ. Họ sẽ được chú ý và công nhận vì những nỗ lực và đóng góp của mình trong công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để họ thể hiện năng lực lãnh đạo, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thuyết trình trước đám đông. Sao Lộc Tốn cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho những dự án mới. Người tuổi Ất Tỵ sẽ có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nâng cao doanh thu. Những kế hoạch và dự định mà họ đã chuẩn bị sẽ có cơ hội được thực hiện, mang lại kết quả tích cực trong tương lai gần. Tài chính trong tuần này sẽ có nhiều tín hiệu khả quan. Với sự chiếu mệnh của Quá Lộc, người tuổi Ất Tỵ sẽ nhận được nguồn thu nhập bổ sung từ các khoản đầu tư trước đó hoặc các hợp đồng được ký kết. Họ nên tận dụng thời điểm này để xem xét các cơ hội đầu tư mới, đảm bảo rằng mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù tài chính đang phát triển tích cực, việc quản lý chi tiêu vẫn cần được chú trọng. Họ nên xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể để duy trì sự ổn định lâu dài. Về mặt gia đạo, tuần này sẽ mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn bó hơn nhờ vào các hoạt động chung và những buổi gặp gỡ thân mật. Người tuổi Ất Tỵ có thể tổ chức những bữa tiệc nhỏ hoặc các buổi đi chơi, tạo điều kiện cho mọi người thắt chặt tình cảm. Sức khỏe trong tuần này sẽ rất ổn định, họ sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý và tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Tóm lại, tuần thứ 3 phần 9 âm lịch sẽ là khoảng thời gian phát triển vượt bậc cho người tuổi Ất Tỵ.
mang lại nhiều cơ hội và thành công trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Xem tử vi tuần 4 tuần cuối của tháng 9 âm lịch, tuần thứ 4 của tháng 9 âm lịch sẽ tiếp tục mang đến nhiều khởi sắc cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Với sự chi phối tích cực từ các sao như Thiên Đức, Tử Vi và Quá Quyền, đây là thời điểm mà họ sẽ cảm nhận được sự thịnh vượng và ổn định trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân trong lĩnh vực sự nghiệp. Sao Thiên Đức sẽ mang đến sự hỗ trợ mạnh mẽ. Người tuổi Ất Tỵ có thể gặp gỡ những người có ảnh hưởng, tạo cơ hội cho những cuộc trao đổi ý tưởng và kế hoạch mới. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để họ trình bày những dự án của mình hoặc tìm kiếm sự hợp tác với các đối tác chiến lược. Sự tự tin và khả năng giao tiếp của họ sẽ giúp họ dễ dàng thu hút sự chú ý và sự đồng tình từ người khác. Sự hiện diện của sao Tử Vi cũng sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những khó khăn trong công việc sẽ được tháo gỡ nhờ vào sự tư vấn và hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Họ sẽ thấy rằng sự nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp. Về mặt tài chính, tuần này tiếp tục mang đến những tín hiệu khả quan. Người tuổi Ất Tỵ có thể nhận được những khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng từ các dự án thành công. Sao Quá Quyền sẽ mang lại may mắn trong các quyết định đầu tư, giúp họ tìm thấy những cơ hội có lợi. Họ nên chú ý đến việc quản lý tài chính một cách thông minh, đặc biệt là không nên vội vàng trong các quyết định chi tiêu lớn. Việc lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ giúp họ duy trì sự ổn định tài chính lâu dài trong lĩnh vực gia đạo. Tuần này sẽ chứng kiến sự hòa thuận và ấm áp. Các thành viên trong gia đình sẽ thường xuyên có những buổi trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm thấy tự hào về mái ấm của mình và có thể tổ chức những hoạt động để gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Sức khỏe của họ sẽ ở mức ổn định. Tuy nhiên, họ cần chú ý duy trì lối sống lành mạnh và thư giãn để tránh căng thẳng. Tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục sẽ giúp nâng cao sức đề kháng và tinh thần. Tóm lại, tuần thứ tư của tháng 9 âm lịch sẽ là khoảng thời gian thuận lợi cho người tuổi Ất Tỵ, mang lại nhiều thành công trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Họ sẽ tận hưởng những điều tốt đẹp và tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, đời người có ba cái khổ, không đạt được thứ mình muốn là khổ, đạt được rồi cảm giác quá ra cũng chỉ vậy thôi, lại là khổ. Sau khi mất điều mình có mới biết trân quý cũng là khổ. Đời người có bốn cái họa căn, rượu là thuốc độc bọc trong đường, người vì rượu mà sinh loạn tính, sắc như dao gọt xương, tróc gân. Đoạn đường phúc, cắt đường tài khí, như mãnh hổ xuống núi, hại người hại mình. Đôi khi con người vì chút khẩu khí mà một đời gian dở. Tiền là mầm mống của mọi rắc rối, người vì tiền mà thân nhân chẳng nhận, kẻ vì tiền mà mang hận mang si. Có lẽ đời người khôn tôn quý thì cần tôn trọng người, lúc cơ hàng thì nên tôn trọng mình. Nhìn người phía sau là quân tử, mà sau lưng nhìn người lại chính là kẻ tiểu nhân. Đời người có bốn thứ cần, bất kể bạn yếu đến đâu hay bạn mạnh cỡ nào, vẫn cần có một người chân chính yêu thương mình, có một người bạn tri tâm, có một sự nghiệp rộng mở, có một chốn đi về ấm áp. Làm người mà tự cho mình vĩ đại cũng có nghĩa là tự nhận mình thất bại. Một lần thất bại là một lần thu hoạch, một lần khóc, một lần tỉnh ngộ, một lần khổ nạn, một lần tài phú. Ngoài ra, lời tổ tiên dạy không sai, không tiền, không đâm đầu vào ba việc, khó khăn không tơ tưởng đến ba người. Người xưa đã có những lời khuyên thấm thía để căn dặn con cháu khi gặp khó khăn hoạn nạn. Những điều cần tránh khi khó khăn, không có tiền. Khi gặp khó khăn và nghèo túng, chúng ta thường tìm mọi cách để kiếm thêm tiền, nhưng dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, thậm chí mất trắng. Vì vậy, trong thời điểm khó khăn, nên tránh ba việc sau. 1. Kinh doanh lớn. Sự hấp dẫn của các dự án đầu tư lớn là rất lớn, với triển vọng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đầu tư lớn đồng nghĩa với rủi ro lớn,
Mặc dù nhiều người mơ ước đổi đời chỉ sau một đêm, nhưng đây thường chỉ là giấc mơ xa vời. Người xưa dạy rằng, tham nhưng kham không nổi, tức là bạn chỉ nên đầu tư theo khả năng của mình. Đừng quá tham lam, đặc biệt khi bản mệnh đang trong tình trạng túng thiếu, không nên vội vàng đầu tư vào các dự án lớn không ổn định, vì nguy cơ thua lỗ rất cao. 2. Kinh doanh phi pháp. Khi gặp khó khăn, tuyệt đối không nên chó cùng đường mà tìm đến những hoạt động kinh doanh phi pháp. Đừng tự an ủi rằng bạn sẽ dừng lại khi đã có đủ, vì lưới trời khó thoát và hành vi phạm pháp sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và nỗ lực phấn đấu, vì dính vào hoạt động phạm pháp chỉ dẫn đến kết quả tồi tệ và khả năng phục hồi gần như không có. 3. Hợp tác làm ăn. Hợp tác làm ăn có thể tiết kiệm vốn đầu tư, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Lòng người khó đoán và bạn không thể chắc chắn rằng đối tác hợp tác với bạn không có ý đồ khác. Trong những lúc khó khăn, tốt hơn là nên thận trọng. Hợp tác kinh doanh có thể dẫn đến nhiều tranh chấp tế nhị, đặc biệt nếu các thỏa thuận ban đầu không được thực hiện đúng như dự định. Việc hợp tác với người quen hay người thân càng cần phải cẩn trọng để tránh xung đột lợi ích và tiền bạc sau này. Những điều không nên kỳ vọng khi gặp khó khăn. 1. Quý nhân. Khi gặp khó khăn, nhiều người thường mong chờ sự xuất hiện của quý nhân để giúp đỡ mình. Tuy nhiên, không nên sống trong ảo tưởng rằng quý nhân sẽ xuất hiện ngay lập tức và cứu vớt bạn khỏi mọi khó khăn. Quý nhân không dễ gặp và có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được họ trong đời. Dựa vào người khác để vượt qua thử thách là điều không thực tế. Ngay cả khi có quý nhân xuất hiện, họ có thể chỉ giúp bạn một phần nhỏ, trong khi phần lớn công việc vẫn phải do chính bạn thực hiện. Quý nhân chỉ có thể hỗ trợ bạn trong một thời điểm khó khăn chứ không thể làm thay bạn cả cuộc đời. 2. Người yêu. Khi rơi vào tình cảnh khó khăn, nhiều người mong mỏi có sự an ủi và động viên từ người yêu. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm hoàn toàn vào ai đó để tìm kiếm sự ổn định. Lòng người vốn khó đoán và những người bạn yêu thương có thể không luôn ở bên bạn khi bạn cần nhất. Nếu bạn quá phụ thuộc vào người yêu và họ rời xa vào thời điểm khó khăn, sự tổn thương sẽ càng lớn trong giai đoạn khó khăn. Điều quan trọng là tự mình đứng vững và không phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ người khác. 3. Kẻ thù. Kẻ thù thường mong bạn thất bại và gặp khó khăn khi bạn đang trong tình trạng khó khăn. Việc nghĩ đến kẻ thù chỉ làm gia tăng áp lực và khiến bạn dễ dàng hành động bốc đồng, nóng vội. Thay vì để kẻ thù làm bạn thêm căng thẳng, hãy giữ bình tĩnh và tập trung vào việc vượt qua thử thách. Như câu nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sau khi vượt qua khó khăn và trở lại thời kỳ thịnh vượng, bạn có thể tự do mỉm cười và cảm thấy thỏa mãn hơn khi nhìn lại những kẻ thù của mình. Bên cạnh đó, trong cuộc sống, bốn kiểu người này dễ bị lừa và lợi dụng nhất. Người thiếu tình thương trong lòng thì sẽ không ngừng nghĩ lúc nào tìm kiếm tình yêu. Họ tìm kiếm sự khen ngợi, sự đánh giá của người khác. Người dễ bị lừa trong xã hội, năng lực có hạn nhưng tham vọng lại quá nhiều. Có những người năng lực thì có hạn nhưng lại thích ôm trong mình những tham vọng. Họ lúc nào muốn thành công như người khác, thấy ai đó thành công là nảy sinh tâm lý đố kỵ. Họ không chấp nhận cuộc sống tốt trong hiện tại của mình, bất chấp để tìm cách thoát ra, kiểu người này chắc chắn sẽ dễ bị lừa. Nếu có cơ hội thì họ chỉ thích cuộc sống dễ dàng. Người thiếu tình yêu trong lòng lúc nào khao khát sự ấm áp. Người thiếu tình thương trong lòng thì sẽ không ngừng nghĩ lúc nào tìm kiếm tình yêu. Họ tìm kiếm sự khen ngợi, sự đánh giá của người khác. Nhưng đi khắp nơi thì họ vẫn chẳng thể nào có được sự bao bọc mà mình muốn. Họ rất dễ xúc động. Kiểu người này dễ tin người khác vô điều kiện. Những người không có quan niệm độc lập, lúc nào làm theo những gì người khác nói sẽ bị lừa. Những người này rất thích đọc, thích nghe những câu chuyện đồn thổi thay vì tìm hiểu thực hư.
Họ không biết những gì đến tai mình đã là một phiên bản được chuyển thể nhiều lần. Ở nơi làm việc, kiểu người dễ bị lừa là người thiếu kinh nghiệm và ý thức thấp về giá trị nội tại. Với một số người bình thường, khi cấp trên vẽ ra chiếc bánh lớn, họ sẽ không thực sự nghiêm túc và mong chờ ngày mai chiếc bánh đó sẽ thành hiện thực. Họ sẽ làm tốt chính công việc của mình, nhưng với người thiếu kinh nghiệm thì khác. Ban đầu họ có nhiều khí thế, cho rằng cấp trên đã nói như thế thì mình được thăng chức, tăng lương. Nhưng khi họ bỏ thời gian nghỉ ngơi để làm việc thì cuối cùng người khác lại hưởng lợi. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Giới tử vi tiết lộ bí mật. Đúng sau 15 rằm, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, ơn trên để mắt, gánh lộc về nhà cong lưng, tiền quyển xếp ngập két. Cụ thể là sau 15 rằm tháng 9 âm lịch năm 2024, phất lên vào dược đại gia từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.